lạc vào rừng xương rồng, rất là nhiều cây xương rồng siêu to khổng lồ cũ kỹ luôn, cao to. Này là 14 giống gen xương rồng tại Ninh Thuận, coi cái lá này kinh khủng khiếp. Cái này gai nó không có luôn ta, chắc ăn được ha. Ăn được á. Này cái trái này bự tới thanh long luôn vậy Thảo. Ôi ôi. Trời ơi. Không dám hái bậy, người ta làm giống để thí nghiệm đồ. Này trái bự gớm không mọi người. Đấy. Đây, xương rồng siêu to luôn. Mình coi mọi người, nó cao kinh khủng khiếp. Ở Ninh Thuận là xứ sở nắng gió nên xương rồng cũng rất là phát triển. Xin chào mọi người, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tham quan một cái khu vườn thực nghiệm trồng 14 giống xương rồng đặc thù tại Ninh Thuận. Những cái xương rồng cụ kỳ thực sự rất là to và khổng lồ luôn. Đây, hiện tại những cái xương rồng đang ra bông nha mọi người. Đây, mọi người nhìn thấy rõ không? Đây, đây là bông của cái xương rồng này. Trái của nó thì rất là to, nó to cũng na ná bằng 1/3, 1/4 cái cây thanh long đó nha mọi người. Đây. Siêu to luôn. Đây. Xương rồng là một loại cây đặc thù cho xứ sở đầy nắng và gió, phan rang thác chào Ninh Thuận. Đấy, thì có dịp về Ninh Thuận mà mọi người ghé tham quan những cái vườn xương rồng rất là đẹp, và tham quan những cái mô hình khởi nghiệp hay của anh em câu lạc bộ khởi nghiệp nha mọi người. Đây, cây xương rồng rất là cao to luôn này. Khổng lồ. Siêu to khổng lồ luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta cùng khám quá một khu vườn xương rồng rất là độc lạ, rất là to nha mọi người, cao to khổng lồ luôn. Đây, khu vườn bảo tồn 14 giống gen tại Ninh Thuận. 14 giống xương rồng tại Ninh Thuận. Đây, một cái cây đang ra bông và rất là nhiều trái nha mọi người, xương rồng. Trực thuộc Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ của Sở khoa học công nghệ tỉnh Ninh Thuận. Đây, và đây là cái trái trái xương rồng này. Đấy, thấy không? Mọi người thấy không? Và phía sau đây là một rừng xương rồng với nhiều chủng loại khác nhau. Xin chào mọi người, thì tôi đang đứng trong một cái khu vườn thực nghiệm rất là nhiều giống xương rồng 14 loại gen bảo tồn của Ninh Thuận nha mọi người. Đây, một vườn xương rồng rất là to luôn, với nhiều loại xương rồng rất là đặc biệt. Và đây là một cái bệ, một cái lá xương rồng to khủng khiếp mà không có gai ha mọi người ha, tôi đỡ tay đây mà nó không có bị dính gai nè, không, và nó đang ra bông như đang ra trái. Thì hồi nãy có một anh nó ăn thử cái trái cái xương rồng thì cái vị nó thơm như mùi dưa gang và ngọt thanh. Đấy, ăn nó rất là ngon, nhưng mà thật sự cũng không có dám ăn nhiều bởi vì không biết như thế nào, nhưng mà thật sự nó có vị ngọt ngon, không đắng không chát, và nó có vị thơm của dưa gang. Đây mọi người thấy không? To siêu to khổng lồ. Và đây là đấy, đây là cái bông một cái trái của cây trái xương rồng mọi người thấy không? Đây nè. Rồi, chúng ta sẽ cùng theo dõi những sản phẩm mô hình hay khác, tiêu biểu khác tại Ninh Thuận trong những cái video tiếp theo ha. Đây là một cái giống xương rồng khác ha. Trái nó sẽ nhỏ hơn và bông nó ra đỏ đỏ chấm chấm, nhìn cũng đẹp hết chứ ta. Đây nè. Một vườn xương rồng bảo tồn gen với 14 loại. Trái nó bên trong chín cả vườn. Vườn. Ừ. Đấy rồi, từ từ. Bình tĩnh. Thấy chưa? Rồi. Rồi, bên trong cái trái xương rồng nha mọi người. Ồ, cũng có hạt màu vàng vàng để anh Sơn ăn cảm nhận thì nó có vị gì. Từ từ liếm nhẹ nhẹ thôi nha, để ngộ độc nha. Cái mùi giống như mùi dưa gang á. Thấy ha. Mùi thì mùi giống dưa gang. Cái mùi giống mùi dưa gang. Còn cái vị chua chát đắng gì. Giống thanh long không? Nó ngọt thanh. Ngọt thanh. À. Sao nữa? Nói chung là giống như mình ăn dưa vậy á, chứ không phải là mình ăn xương rồng. À. Ồ, hay quá. Nếu mà lạc vô khu rừng nào đó mà hôn mạc có cái này ăn cũng đỡ ha. Ừ. Hay quá. Hay chứ. Này giống này ngọt.